nhiều bệnh nhân điều trị tại trạm y tế lưu động ở Hà Nội được xuất viện. 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại trạm y tế lưu động số 1 phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã được xuất viện. Tính đến ngày 17 tháng 12, trạm y tế lưu động số 1 phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đã tiếp nhận điều trị 141 bệnh nhân, trong đó có 26 bệnh nhân là trẻ em. Hiện tại toàn bộ F0 đang điều trị tại đây đều có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho sốt. Dự kiến trong hôm nay có 22 trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính, kết thúc đợt điều trị, trở về theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. Đến tặng hoa chúc mừng và hỏi thăm tình hình các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Phạm Thị Diễm lưu ý các bệnh nhân tiếp tục theo dõi sức khỏe của mình, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện 5K. Trạm Y tế lưu động số 1 phường Ngọc Khánh được đặt tại ngõ 24 Nguyễn Công hoan trường mầm non tuổi thơ, chính thức hoạt động từ 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Trạm y tế lưu động hoạt động với quy mô 200 giường, với sự tham gia của kiếp trực 10 người gồm nhân viên trạm y tế, nhân viên y tế trường học, đoàn thanh niên, dân quân. Thời gian hoạt động 24 trên 7 với sự điều tiết của Trung tâm Y tế quận. Đội ngũ nhân viên tại trạm y tế lưu động triển khai thực hiện chăm sóc bệnh nhân F0 với dịch vụ y tế tốt nhất góp phần chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần, vật chất cho người bệnh. Trước đó, trong công tác chuẩn bị vận hành trạm y tế lưu động, UBNDBCD Phường Ngọc Khánh đã tiếp nhận được 14 đơn đăng ký xung phong làm việc tại trạm y tế lưu động. Trên cơ sở đó, UBNDBCD Phường Ngọc Khánh bước đầu lựa chọn 10 người để duy trì kiếp trực phục vụ chăm sóc bệnh nhân F0 trên địa bàn quận. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!